Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 24 tháng 2, thành phố Lào Cai tổ chức lễ bế mạc lễ hội đền thượng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Dự lễ bế mạc có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Lễ hội đền thượng Xuân Giáp Thìn năm 2024 đã thu hút hơn 200.000 lượt nhân dân và du khách. Năm nay, không gian phục vụ lễ hội được mở rộng, sắp xếp hợp lý hơn. Phần lễ được tổ chức trang trọng đúng với nghi thức truyền thống. Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao độc đáo. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao tại lễ hội. Lễ hội đền thượng Xuân Giáp Thìn khép lại bằng vòng xòe dã bạn, đánh dấu sự thành công của lễ hội năm nay, khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.